Lộ thực đơn đồ uống cực độc trong đám cưới Nguyệt Ánh. Vì tổ chức ở biển nên Nguyệt Ánh và ông xã Ấn Độ định đãi khách của mình những loại đồ uống này sao? Vừa qua, diễn viên Nguyệt Ánh đã làm đám cưới trên biển tại Phan Thiết với ông xã người Ấn Độ. Vì muốn có một không gian cưới riêng tư nên cô chỉ mời hạn chế 100 vị khách gồm gia đình, bạn bè thân thiết. Nhiều người thắc mắc rằng không biết với sự nổi tiếng và giàu có của cô dâu chú rể thì độ hoành tráng cầu kỳ và sang chảnh của trong hôn lễ sẽ như thế nào. Trong một không gian vô cùng lãng mạn, Nguyệt Ánh và ông xã Eswarao, hơn 40 tuổi người Ấn Độ, đã cùng nhau làm nghi lễ chính thức nên duyên vợ chồng. Vốn kín tiếng trong cuộc sống riêng nên không ít khán giả cảm thấy bất ngờ khi biết thông tin về hôn lễ bí mật của Nguyệt Ánh. Mới đây, một người bạn trong lúc tham dự hôn lễ của Nguyệt Ánh đã chụp lại một thực đơn với những loại đồ uống hấp dẫn đặc biệt rồi chia sẻ lên mạng xã hội, khiến cho nhiều người đặt ra nghi vấn liệu đây có phải là thực đơn đồ uống mà vợ chồng Nguyệt Ánh dùng để đãi khách của mình. Thực đơn đồ uống được nghi là sử dụng trong đám cưới của Nguyệt Ánh, gồm những loại đồ uống như rượu, nước hoa quả, các loại cocktail, mocktail, đây đều là những thức uống phù hợp với không khí biển. Lịch trình đám cưới của Nguyệt Ánh và ông xã người Ấn Độ được gửi đến mỗi khách mời. Không gian tiệc cưới trên biển được trang trí vô cùng lãng mạn. Các khách mời uống rượu vang trước khi vào tiệc chính. Dù trời đã tối nhưng không gian tiệc cưới của Nguyệt Ánh vẫn rất lung linh và sang trọng. Nguyệt Ánh và chồng Ấn Độ thề có nhau đến cuối đời trong hôn lễ. Nữ diễn viên và ông xã Ấn Độ vừa tổ chức hôn lễ dưới sự chứng kiến của gia đình hai bên cùng bạn bè thân thiết. Chiều 10 tháng 3 tại bãi biển một khu resort sang trọng ở Mũi Né, diễn viên Nguyệt Ánh và ông xã Ấn Độ tổ chức hôn lễ dưới sự chứng kiến của gia đình hai bên cùng bạn bè thân thiết. Trong livestream của stylist Minh Châu, không gian tiệc cưới được tổ chức đơn giản nhưng ấm cúng, đậm chất phương Tây và được trang trí hai màu chủ đạo là trắng hồng. Cô dâu cũng chọn sari trắng, tóc xõa tự nhiên, còn chú rể mặc áo vest sẫm màu. Trong khoảnh khắc được mẹ dẫn ra sân khấu, Nguyệt Ánh xúc động trước tình cảm của mọi người. Sau đó cô ôm chầm lấy mẹ, rồi choàng tay ông xã tiến lên lễ đài. Chia sẻ cảm xúc trong khoảnh khắc thiêng liêng, chú rể tâm sự: "Tôi rất vui vì có mặt ở đây. Thực sự tôi không biết phải nói điều gì bởi giây phút này đang rất hạnh phúc. Người phụ nữ mà tôi yêu, tôi tôn trọng là tất cả của tôi đang đứng đây. Nguyệt Ánh, anh yêu em rất nhiều và anh hứa sẽ chăm sóc cho em suốt quãng đời sắp tới." Về phía Nguyệt Ánh, cô cũng dành những lời tình cảm cho chồng: "Em tin là em đã tìm ra người đàn ông mà mình yêu nhất. Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ cùng đồng hành cho đến khi nhắm mắt." Giây phút xúc động được kéo dài với lời tâm sự của mẹ Nguyệt Ánh dành cho con gái cưng. Bà nghẹn ngào nói: "Hôm nay là ngày mẹ hạnh phúc nhất khi con đã tìm thấy một nửa hạnh phúc của đời mình. Mẹ tin rằng hai con từ đây về sau sẽ sống hạnh phúc muôn đời, luôn chia sẻ và gắn bó. Những lúc khó khăn nhất, hai con phải cùng nhau gánh vác, không được chán nản." Sau đó mẹ nữ diễn viên chia sẻ lại những kỷ niệm thời thơ ấu của con gái. Bà bày tỏ sự tự hào Nguyệt Ánh là cô gái tự lập, chăm chỉ, tự phấn đấu trong công việc để không làm gánh nặng cho gia đình hay ba mẹ phiền lòng. "Mẹ muốn con nhớ về sau, khi con gặp khó khăn, sẽ có mẹ đứng bên cạnh và dõi theo con không phải lo sợ gì cả", bà nói thêm. Ngoài gia đình hai bên, lễ thành hôn của Nguyệt Ánh còn có sự tham gia của các đồng nghiệp như Hòa Hiệp, vợ chồng Thúy Diễm Lương Thế Thành, vợ chồng Kali Thanh Duy, Hùng Thuận Lê Bê La, ông xã của người đẹp cổng mặt trời tên Eswarao, hiện là thầy dạy yoga tại một trung tâm thể dục nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều nguồn tin cho hay Ngọc Ánh cùng bạn trai đã yêu nhau gần một năm trước khi quyết định tiến đến hôn nhân. Trước đó vào ngày 7 tháng 3 vừa qua, cặp đôi vừa tổ chức lễ vô quy. Tâm sự xúc động của mẹ Nguyệt Ánh dành cho con gái: "Lấy chồng Ấn Độ, vì sao diễn viên Nguyệt Ánh lại kín tiếng đến thế?" Ngày 7 tháng 3, diễn viên Nguyệt Ánh bất ngờ làm đám hỏi với một người đàn ông điển trai gốc Ấn Độ. Sự kiện này đã khiến nhiều người hâm mộ ngỡ ngàng bởi nữ diễn viên giấu nhẹm thông tin cho đến tận phút cuối. Nguyệt Ánh được biết đến là một diễn viên có năng lực và phủ sóng trên hầu hết các kênh của đài truyền hình phía Nam. Cô gây ấn tượng mạnh với vai diễn chị gái của diễn viên Kim Hiền, đó là một cô gái dịu dàng, nết na và hiền thục. Vai diễn đã giúp cho Nguyệt Ánh cùng đàn diễn viên đình đám như Tăng Thăng Hà, Kim Hiền, Huy Khánh lấn sân vào con đường giải trí.
Ngay sau đó, Nguyệt Ánh nổi tiếng qua nhiều vai diễn trong những bộ phim được công chúng phía Nam yêu mến như Cổng Mặt Trời, Miền Đất Phúc, Thứ Ba Học Trò, Dòng Sông Huynh Đệ, Giấc Mơ Cổ Tích, Gia Đình Phép Thuật. Tuy nhiên, trong đời sống riêng tư, người đẹp này hiếm khi chia sẻ và cô chỉ chuyên tâm vào công việc của mình. Vậy nên, thông tin Nguyệt Ánh bất ngờ làm đám hỏi hôm 7 tháng 3 đã khiến fan bất ngờ, lý do nào làm cho người đẹp phải giấu kín thông tin này. Con chim sợ cành cong vì từng một lần đau khổ. Vốn là một nghệ sĩ có tính cách khép kín và hiền lành, nên đời sống riêng tư của nữ diễn viên sinh năm 1984 rất ít khi bị báo chí nhắc đến. Tuy nhiên, vào tháng 7, 2015, Nguyệt Ánh bỗng gây sốt trên hầu hết các mặt báo bởi tâm thư tố cáo bạn trai ăn cháo đá bát. Tâm thư dài của nữ diễn viên dốc tình, chia sẻ không úp mở mà chia sẻ thẳng thắn về việc cô đã từng nuôi ong tay áo bạn trai. Theo đó, trong tâm thư, Nguyệt Ánh đã rất bức xúc kể về bạn trai. Cô tiết lộ nhiều chi tiết về người đàn ông này như tốt nghiệp công nghệ thông tin, nhiều năm công tác ở trời Tây. Hiện là quản lý cấp cao của một công ty, luôn có chiêu trò lãng mạn và những status triết lý, lại là kẻ ăn cháo đá bát. Sau đó, Nguyệt Ánh còn nhấn mạnh bạn trai cũ là kẻ tham vọng, bất chấp thủ đoạn để có điều mình muốn. Cặp với người đã có gia đình, có con, tán tỉnh những cô gái có điều kiện. Không chỉ vậy, Nguyệt Ánh còn chia sẻ ví tiền của mình thường xuyên bị xâm phạm sau khi đi với bạn trai về. Thậm chí người đẹp Cổng Mặt Trời đã phải khổ sở làm việc, vất vả cực lực để chu cấp cho người yêu. Sau đó khi chia tay, Nguyệt Ánh đã bị mất trắng và không đòi lại được tiền. Đây chính là nỗi đau mà cô không thể chôn giấu. Người đẹp đã phải lên tiếng và đó chính là vết thương lòng khiến cô sợ tình yêu. Vậy nên, khi tìm hiểu và yêu bạn trai Ấn Độ đã hơn một năm, nhưng người đẹp vẫn giấu nhẹm. Cô sợ rơi vào vết xe đổ nên từ mặt báo lẫn trang cá nhân của mình, Nguyệt Ánh đều không muốn chia sẻ. Lý do vết thương lòng được xem là nguyên nhân cô không muốn công bố với ai. Thói quen sống khép kín từ nỗi đau ấu thơ. Mấy ai biết thuở thơ ấu, Nguyệt Ánh phải sống trong gia đình không toàn vẹn. Cha mẹ ly hôn đã trở thành vết thương trong lòng cô. Như Nguyệt Ánh đã chia sẻ, cô không muốn bị gãy đổ hạnh phúc giống mẹ. Người đẹp Cổng Mặt Trời chọn sống bình lặng trong showbiz để đổi lấy sự yên bình trong cuộc sống riêng. Nói về chuyện quá khứ, Nguyệt Ánh đã chia sẻ, mẹ tôi không có may mắn có được hạnh phúc gia đình trọn vẹn. Tôi cảm nhận được điều đó từ bé, nên rất mong muốn mình không bị gãy đổ như mẹ. Cho nên trong mọi mối quan hệ, tôi rất khó mở lòng. Khi yêu ai, thương quý ai, tôi sẵn sàng chia sẻ sống hết mình. Những mối quan hệ thân thiết của tôi hiểu theo nghĩa bạn thân và người yêu chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chính vì tính cách thói quen ấy đã khiến Nguyệt Ánh không muốn công bố chuyện tình cảm của mình với truyền thông. Cô muốn lặng lặng sống yên vui trong niềm hạnh phúc của riêng mình. Không muốn dùng đám cưới để PR tên tuổi. Với truyền thông phía Nam, cái tên Nguyệt Ánh vẫn mãi an toàn như thế. Cô cứ lặng lẽ xuất hiện tại nhiều sự kiện phim ảnh, nhưng không thể nổi bần bật như bạn bè đồng trang lứa. Nói về việc mình quá an toàn, cô trải lòng. Tôi thấy bây giờ khán giả thiên về quan tâm những scandal hoặc phát ngôn không chính thống từ diễn viên. Chuyện đời tư của họ hơn là để ý xem họ diễn xuất ra sao, cống hiến được những gì cho nghệ thuật. Tôi cũng như nhiều nghệ sĩ đến với nghề bằng cái tâm nên rất đau lòng trước chuyện đó. Nhưng biết phải làm sao, đó là xu hướng một số nghệ sĩ cố tình tạo ra. Bản thân tôi chỉ biết cặm cụi làm, còn đón nhận ra sao là chuyện của khán giả. Và thực tế cô cũng không quá mặn mà với việc sẽ trở thành người nổi tiếng hay có địa vị trong làng giải trí. Cô tự nhận mình có ngoại hình mong manh yếu đuối nên ít lợi thế thay đổi hình ảnh. Chính vì không quá coi trọng việc bứt phá tên tuổi bay cao nên trong chuyện kết hôn cô không muốn làm ầm ĩ. Và đó cũng là cách để cô tìm được sự bình yên trong cuộc sống. Người đẹp cũng không muốn chia sẻ quá nhiều về chồng điển trai gốc Ấn của mình. Chỉ biết rằng chồng cô là một huấn luyện viên thể hình tại một trung tâm thể dục có tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh. Được biết, đám cưới chính thức của cặp đôi này sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 2 tại thành phố Phan Thiết, nhưng mọi thông tin đều được giấu kín chặt chẽ. Chưa thấy cô dâu, nhưng nhìn dàn khách mời ở đám cưới Nguyệt Ánh và chồng Ấn Độ khiến ai cũng trầm trồ. Thúy Diễm Thế Thành Kali đã có mặt tại nơi tổ chức đám cưới của diễn viên Nguyệt Ánh vào tối nay. Hôm nay là ngày diễn ra đám cưới của nữ diễn viên Nguyệt Ánh và chồng người Ấn Độ. Cũng giống như đám hỏi lần trước, hôn lễ lần này khá kín đáo, chỉ có một vài hình ảnh của những khách mời đến tham dự. Theo đó, tiệc cưới được tổ chức ở một resort sang trọng ở Phan Thiết, với sự góp mặt của gia đình và những người bạn cực thân thiết. Tuy ở thời điểm này, cô dâu chưa xuất hiện, nhưng nhìn vào những khách mời toàn trai xinh gái đẹp, vừa đăng ảnh khoe fan trên trang cá nhân mà ai cũng trầm trồ. Trong đó có Thúy Diễm và ông xã Lương Thế Thành, Kali và nam diễn viên Hòa Hiệp. Thúy Diễm xinh đẹp và lộng lẫy như nữ thần.
Cô nàng mặc bộ váy màu trắng dịu dàng thanh tao, khiến người nhìn không thể nào rời khỏi mắt. Hai vợ chồng không khác gì cô dâu chú rể, ngọt ngào tình cảm khỏi bàn. Thúy Diễm cùng Kali đỏ sắc 1910, có vẻ như fresco của đêm nay là màu trắng. Lương Thế Thành tranh thủ khoe body nam tính trong bồn tắm. Kali nổi bật thế này chắc cô dâu cũng phải dè chân. Tất cả đều đang háo hức chờ đến lúc diễn ra bữa tiệc cưới trên biển vào tối nay.